Chào các bạn. Thì hôm nay thì cũng lại là rắn, nhưng mà sẽ là một cái món khác chứ không phải là nướng mồi giống như bữa hổm. Thì bữa nay là rắn chung nè, nay là rắn chung chứ không phải là rắn hậu hành như bữa hổm. Tụi cũng hơi ớn ớn mấy con rắn này lắm, thấy làm thấy ghê không? Bỏ nha, hậu hành này mỏm thì nó hiền lắm, còn mấy con rắn này thì nó có cái đuôi sao người ta bán á, hay là người ta bắt chuyên nghiệp gì đó, người ta bắt cái một à, còn mình hơi ớn đó, thấy ghê không? Nghĩ rồi sao dám đút tay vô bắt đây nè, nè đó, thấy ghê không? Gắn chung đó. Thì bữa nay sẽ làm gắn chung chiên nước mắm. Gắn chiên nước mắm mà cũng ngon lắm. Hồi cái clip trước á thì do không cẩn thận, không có giữ kỹ cho nên là một con nó đã tẩu thoát được. Đợt này thì thôi khỏi cho nó tẩu thoát luôn. Gắn này thì mình chiên nước mắm cũng được mà bầm ra xà lá cách á. Gắn này ăn chị nhức mỏi nè, ăn cũng ngon lắm. Gắn này thì ngoài ruộng nhiều lắm. Thôi bây giờ để đi, mình mần nó rồi mình đem ướp nó rồi lát chiên nước mắm. Rồi nè, gắn chung mình đã mần sạch rồi đó. Mần nó thì đơn giản lắm, lấy nước sôi trụng nó rồi lột da nó, lột dãy nó ra rồi mổ bụng vậy thôi. Giờ mình sẽ cắt khúc khúc ra để ướp rồi đem chiên đó, cắt khúc vừa ăn thôi đó, cắt vậy được rồi. Thì mấy cái món này đơn giản lắm, dễ làm lắm, không có gì là phức tạp hết. Nói chung mình cắt xong rồi nè, khúc rồi đó, có 4 con rắn à, cho nên là được có nhiêu đó thôi. Giờ mình sẽ ướp mấy con rắn này, là cho một chút xíu bột ngọt vô, ít thôi, ngọt thì không nên ăn nhiều, với lại nước mắm cũng vừa phải thôi, tại mình còn chấm nữa chứ không có cho nhiều, nhiều quá nó mặn đó. Chỉ là chút xíu nước mắm với xíu bột ngọt vậy là được rồi, trộn đều nó lên rồi để cho nó thấm chút xíu mình đem mình chiên. Rồi trong lúc đợi nó thấm thì mình đi làm nước chấm cho nó. Để mà làm nước chấm cho mấy con rắn á thì mình sử dụng là nước mắm me cho nó ngon, chua chua nè, chấm cho nó ngon đó. Thì có me, me dắt nè, để đường vô cho nó bớt chua. Nhiều đường này là chắc được rồi, ngọt rồi. Với lại nước mắm, nước mắm me thì chỉ có nước mắm me với đường vậy thôi, không cần cái gì khác hết. Rồi giờ mình dầm đều cho nó tan me ra là được rồi, đơn giản lắm, cần chi mà phải cầu kỳ phức tạp, đơn giản như là ăn được rồi. Thì tùy mỗi người mỗi khác thôi, không có theo mình thì như vậy, còn theo người khác thì nó sẽ khác nữa. Nấu ăn là không có cái gì là khuôn khổ hết, thích làm sao làm vậy.
dầm thêm trái ớt nữa cho nó cay cay cho nó ngon. Đó thì chén nước mắm me gì là thành thành hoàn thành rồi đó. Chua, mặn, ngọt, cay. Chấm với rắn. Chắc là sẽ ngon mà. Rồi. Rồi, giờ bắt chảo lên chuẩn bị chiên chiên rắn nha. Dưới quê xài bếp củi cho nó tiết kiệm. Phải bếp ga. Ngồi hướng trên gió đi. À, thao gắn nãy giờ mình ướp thấm rồi đó. Dầu nóng chưa? Ồ, dầu nóng rồi. Để vô chiên thôi. Đó. Đó, chiên nghe xè đã không? Mà cũng nhanh chín lắm. Đó, mới để vô mới vàng rồi đó. Món này là mồi nhậu là bắt lắm. Nhiêu đây thôi nè, nhiêu đây thôi là vô quán kêu là cũng mấy chục ngàn rồi đó, dễ là mấy chục ngàn rồi đó. Nhưng mà ở nhà thì chế biến cái này không có bao nhiêu tiền hết trơn á, mấy con rắn thôi, bốn con rắn chung thôi. Thì cân mấy con rắn này chiên là cho nó giòn luôn nha, chứ chiên mà sơ sơ là nó dai cái lắm, ăn không có nổi đâu. Đó. Món này uống rượu hay uống bia gì cũng ngon hết trơn á. Rồi, đợt đầu tiên như vậy là dạng gì được rồi. Giờ mình gấp ra thôi. Nè, dĩa đầu xưa nè. Đó. Mùi cũng thơm quá. Để một chút chiên xong hết mình thử coi nó ngon hay không nha. Đó, đợt đầu tiên đây. Rồi, tiếp tục để đợt thứ hai vô. Đó thì mẻ thứ hai cũng gần chín rồi. Nãy giờ chờ đợi cái món này hơi lâu rồi đó. Lát thử coi nó ngon hay không. Thì tôi đi làm chứ không phải là người chuyên làm về YouTube này. Cho nên là sẽ không có nhiều thời gian và không có đầu tư nhiều quá vào cái khoản làm clip này, chỉ là rảnh rỗi có thời gian á thì làm, vừa để ăn rồi thứ hai là để đăng lên cho các bạn xem thôi, chứ không phải là chuyên để làm clip kiếm tiền trên YouTube này. Cho nên là có nhiều cái nó cũng không có được chuyên nghiệp cho lắm. Các bạn xem là với tinh thần là xem chơi cho vui á thì được, chứ còn không phải là làm cái chương trình gì nó chuyên nghiệp, cho nên là nó không có hoàn hảo lắm. Ai thích xem thì xem chơi, còn ai mà yêu cầu cao quá thì tôi không có đáp ứng được. Nó thì nói chia sẻ với các bạn vậy thôi, làm ăn chơi rồi quay lại xem cho các bạn xem thôi, coi mình làm được cái gì thôi, chứ không phải là sống về cái nghề này.
Ok, cũng chia sẻ với các bạn một số chuyện riêng của tôi thôi. Rồi, bây giờ là cái mẻ cuối cùng đã xong rồi nè. Gấp ra thôi. Chuẩn bị thử. Xong. Đây là món gắn chung chiên nước mắm. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ đem vô thử thôi. Chờ đợi nãy giờ lâu quá rồi. Rồi đó, đây là thành quả hồi nãy giờ mình làm nè. 4 con gắn chung thôi. Chỉ có 4 con gắn thôi đó, chiên lên được một dĩa nè, nhìn hấp dẫn lắm. Gắn chung chiên nước mắm, món này mà nhậu là thôi sai luôn á. Giờ mình thử rồi nè, miếng gắn chung. Ơi, không lấy nét được. Gắn chung chiên nước mắm da nó giòn luôn. Giờ mình chấm một miếng nước mắm me nữa, mình thử thôi. Đó, miếng nước mắm me nè. Mắm me này là có ớt cay cay nè ha. Đó, ớt nè. Me thì chua. Nước mắm, đường, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Đó. Đây nè, đó. Giờ thử thôi. Các bạn xem có thèm không nè. Các bạn có nghe cái tiếng nhai nó giòn không? Quá ngon các bạn ơi. Phải tự làm mà tự khen rồi nói khen ngon, rồi món nào cũng ngon, làm đồ ăn là ăn cũng ngon rồi làm gì đúng không các bạn? Làm để mình ăn chứ đâu phải làm để mình quảng cáo quay phim gì đâu mà không ngon. Đó, thêm mấy nữa nè, cay cay chua chua đã quá. Thêm miếng nữa, ăn chi nước mắm quá phê. Món này mà có rượu hay bia gì nữa là vô là không gì chịu nổi luôn. Ghiền luôn. Các bạn làm thử món này đi, ăn bảo đảm với các bạn là ngon, không bao giờ ngán đâu. Thêm một trái ớt nữa. Ừ, cái cay đậu quá. Hết dĩa này luôn quá. Ngon quá. Rồi. Vậy được rồi. Làm cho các bạn xem chơi cho vui thôi nha. Nếu thích đó thì đăng ký để xem thêm nhiều clip nữa. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Cảm ơn các bạn đã xem.